ông lên. Vì tôi nhận tin con của ông đã đánh nhau cùng 50 học sinh nam. Thầy đây nhầm không, chứ con gái tôi hiền mà. Chuyện này không nhầm gì đâu, để mời ông xem. Một học sinh tình cờ quay được đoàn đánh nhau, mời nhìn xem. Nhìn gì cơ, màn hình trống không. Kể về ta, tại làm sao mất phải hết đâu rồi. No, 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 no. Mình bị hack sao, còn bị xóa luôn tài khoản chính. No, no, oh no, oh no, no, oh no, oh no. Tôi nghe. Thưa tiểu thư đã xong, không còn liếc xóa luôn account. Xin tiểu thư đừng lo. Ok em thưởng sao vậy nha. Con bé tên Nguyệt Anh hay là em giữ luôn giùm nha. Tôi muốn yên bình nên không cần đâu đến đây được rồi. Muốn đấu với tôi à? Không có cửa đâu. Hay, kỳ này là ngon rồi. Đừng buồn mà con gái, chuyện hơi to nên con ráng. Tạm ra trường nhà con, chờ cha mua xong nơi đó. Rồi thành hiệu trưởng thì con yên tâm quay gót. Nên con đừng bận tâm, hãy mau chuyển trường. Được rồi con sẽ chờ cha. Ok ngoan lắm, tiền này dành cho con nè, con yêu vui lên nha. Tiền 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 cha tưởng rằng con đây ham sao chứ. Cha lo tiền liền đi hay mau mua trường. Chứ vậy mới đúng là con gái của cha chứ. Vào đây đi em, đây là học sinh tên An. Vừa vô hôm nay mau chào cả lớp đi em. Mình tên Thiên An, mong được làm quen nhau nha. Trông xinh và ngon được nha, con cừu mới kêu mày. Ây ơi, cho làm quen, tớ tên Loan cậu nha. Còn tôi Beo La. Tôi là Hân, nó đu đòi ghê, nhưng thôi kệ. Ok. Mời ăn ăn sao, đây là kẹo xinh gum ư. Ừ ăn ăn đi, tôi mời kẹo rất ngon nha. Vậy ăn ăn nha, ăn liền kẹo đi ăn nhân. Ăn 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 ăn, à thôi đi, mình trả xin gom lại nà. Cứ sao chê vậy An. Tớ cam đoan kẹo ngon. Mình nên đi đây, thôi chào nha. À con mày ngon, khinh tao à. Tụi mày nghĩ tao ngu hả? Đâu phải xin gom bình thường. Rõ ràng có chất kích thích, có tin tao đưa mày thẳng lên tường. Wow, biết luôn đồng bọn rồi, chờ gì nữa làm tép liền. Coi như từ này lấy mối lần này không cần phải tính tiền. Cốt con chó này, rượu mời mà nó không uống đi uống rượu phạt. Em chỉ chơi dễ trên kia, nó quên lên nước mà đi bớt nát. Và tao rất ghét các chất kích thích, mày đừng làm phiền. Nếu không lần sau tao đánh nhập tiền cho mày cai nghiện tránh đường vô. Gặp thứ dữ rồi bỏ đi, mình còn nhiều khách mà. Ê ê. Chớ có âu sầu chi, bao khó khăn sẽ qua, như ngân sẽ nhanh hết muộn. Chúng tớ luôn chờ An, mau sớm quay về nha. Yên tâm hãy tin An mà. Bà đang ngồi thoa gì lên da, mà sao nhìn vui ghê á. À tôi dùng gel để cù mà, bà nhì cũng đang bôi nà. Bụng viêm xẹp nhăn lại không thăm, bờ luôn sẹo siêu hay nha. Thật không vậy An, mượn xem nha. Mượn gì lấy luôn đi nà. Lúc trước chia tay nhân không ngờ nên, chưa kịp trao mong quà cho An, hai tôi cùng mua đây nhá. Để mỗi khi An đem ra xài xong, An lại luôn nhờ tụi tôi nha. Ok bạn thân, thương ghê nà. Chưng chưng nà. An ra ngoài ó, An về nhanh thôi chờ An nha. Đi đâu vậy? Mua nước tí. Lát xéo mua luôn cho hai người.
rồi. Này đừng trốn, chi nữa mau ra gặp tôi nhanh đi nào còn đợi nhắc. Thêm tháng sau khỏi mong lương, chị chờ chút để chúng em ra liền đây. Sao chị nhận ra nhanh thế? Thôi tụi mày á, tao chỉ ra tay thôi. Lâm, 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 quên cái gì không? Mình làm ăn đàng hoàng, quên gì là quên gì? Tào lòng. Tiểu thư đâu? Tiểu thư đâu? Tiểu thư, lão gia kia đi bộ về tiểu thư mà. Ờ, đi kiếm gấp, chân gấp. Quên cái gì đây? Em đây phục quá. Đúng như vậy. Thôi xu nịnh đi. Vâng ạ. Ghé tai vào, nghe giao việc nhé. Ô ô ô, ô ô. Quá điên rồi, ai đang quậy phá, khiến cho hàng không ai chịu mua lần mày. Nếu trong tuần không gom tiền đủ thì ta tiêu chắc. Điều tra gấp. Hàng xịn đó, nhưng giá không tăng trở chi còn không mua. Dù mày có cho cũng không ham làm ơn. Đừng tìm đến, tao sẽ không mua gì đâu. Tại sao mày ngừng không mua nữa? Vào tuần trước, ngay lúc tao mua hàng xong và đang đi về, thì có nguyên nhóm lao ra đục tao. Dọa rằng nếu tao đến mua thêm hàng bên tụi bay thì đập tao ra ba. Mày nhìn nè, mặt còn bị sưng đỏ. Bạn tụi này đều bị đập y như thế vì chuyện này. Thà là ngừng chơi kéo bị thiệt mạng, xin cứu. Sao doanh thu tuần không nộp? Đang treo gan đúng không? Không không không, tụi em nào to gan như thế đâu. Tự dưng ai phá chuyện em, là mang đập tụi khách em, gây hoang mang không ai dám mua hàng. Được tao đây sẽ được ra và cho dẹp loạn sớm thôi. Nếu như không đúng tao đem trốn sống tụi mày. Tụi em không biết gì lắm. Dạ. Không cho mà mua hoài, xem ra không biết nghe lời. Nên cho mày ăn đập, cho luôn ghi nhớ nhà. Muộn không thăm nữa, quá nhiên gheo đề của ma. Hay thật. Dạ thưa tôi đã dọn bàn ăn, mời cô chú ra dùng. Gọi xe đón gấp, để tôi đi về ăn sau. Vâng ạ. Lâm, Lâm ơi, cứu tao, Lâm. Tốt nhất mau mau van xin tụi này. Gấp gấp không thôi, boss tao lại đây. Là tụi bay chết, không kịp cầu chăn trôi. Một lần nào đâu còn thấy nghe sợ chưa. Đó thấy chưa bay nghe tao hù là chúng tha ra ngay. Qua hay mày ơi, rồi quỳ xin lỗi. Không là không tha thứ, chuyện tụi mày hôm nay chốt bạn thằng tao. Ồ, mệt rồi hả? Mày nghĩ bị chấn nước cái mệnh mày? Tao không có hỏi mày. Tao hỏi mệt rồi hả? Dạ. Được rồi. Thế thằng khác. Nhấn nút tít tụi tao. Tiểu thư ơi, cứu em ơi. Nó dìm đầu em xuống nước. Im đi. Là mắc mặt quá. Cứu em đâu mày vậy? Ai dám nước nữa. Tiểu thư ơi. Dừng lại. I'ma get it, you know I be on the way.
thật không ngờ to gan ghê, chơi solo sao chán sống ư. Nhìn đi tụi tao đông như quân nguyên, mau thả đám nhóc ra. Nó huyên thuyên gì đây tao nghe sai sai, sao không dám ư. Một đám đông như vậy lo thua tao hay sao, nên không thả con tin. Tụi bay không thấy trang sao trời, 1, 2, 3, 4 bắt cóc hết sao. Kệ đi nha, ăn khách cơ mà. Chứ thằng kia nha, chớ thả nó ra. Ê chơi hơi kỳ, tại sao bỏ em? Ai kêu ba hoa chỉ cho chừa, đừng bỏ tao bây. Hoa kia nhăn đi mày, đừng sổ té tao đây. Cho tao xem bây giờ tụi bay tính chơi sao. Chết chắc giờ chúng mày xa. Chết chắc chờ đó mà coi, coi, coi đi. Chết chắc khi tụi bay đây gặp boss là tụi bay. Chết chắc lo cầu phúc nè con, chết nè con. Chết chắc well 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 mày chết chắc. Tụi để mày đây ha, nói không quên được không mày? Rồi tụi kia đang tính ngay mấy lâu dừng đây. Đợi đợi giùm tao chút, đám kia sao khùng ghê mày. Chết chắc well 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 mày chết chắc. Được rồi, động thủ đi. Cơ hội cho mày cái lính mới, lên đi. Dạ dạ. Để thằng Lâm ngồi trong đó đi. Tao với mày ngồi đây xem chị đại chuyển trường tiếp. Gì bó? Mày nói gì tao mét bả đó con. Hơi lép nha. Cái thằng nhóc này miệng thúi quá đi. Đã muốn giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng rồi mà, là tại mấy người ép tôi đó nha. Đại ca, đại ca có sao không? Đại ca, đại ca có sao không? Sao cái gì? Đỡ lên coi. Đại ca cứ để em. Làm cái gì vậy? Hả? Tụi bay làm gì vậy? Cố tỏ ghen là bình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Im đi. Nói nhiều quá. Lên hết đi. Lên hết cho tao. Do not remember
chơi đá vô mặt rồi nha. May mà tụi mình ngồi ở đây chứ không bị bạn lây lâu rồi. Đúng rồi. Tới mày lên liệu hồn tao hay chứ. Đứa nào đã đánh em trai của tao? Nhất định tao phải trả thù cho nó. 500.000 like sẽ có phần 5. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho anh nha.